Hãy khen Chúa và bước vào trong sự hiện diện của Ngài, để rồi chúng ta sẽ có một thời giờ cầu nguyện thật phước hạnh ở trong sự sức giàu của Chúa. Remain standing. Let's praise God. Let's step into His presence. Let's invite His presence, so that when we enter into prayer, we can be blessed and experience God in a new way. Amen. Chúa cao,
nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is glory.
Anh chị em, chúng ta tiếp tục thì giờ đầu tiên này với những lời cảm tạ. Anh chị em có những phước hạnh nào mình kinh nghiệm được, xin chúng ta lớn tiếng bày tỏ ra để chúng ta cảm ơn Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Let's continue our worship through thanksgiving. What blessings you receive, let's use this time to give glory to God. Come on up here, brother. So that the people can see you. Well, I hope you can let me flow and then you can. Tạ ơn Chúa trong suốt nhiều năm, Chúa Ngài thương xót, Chúa Ngài làm những điều mà Chúa nói ta là Master, ta là chủ, con là tôi tớ. Praise the Lord for all these years of His mercy and His love for me, and as He's been teaching me is that He wants me to understand that He is my Lord and He's my Master. Những gì mà Chúa cho không phải thuộc về Chúa cho mình nhưng không phải là mình làm chủ, nhưng Chúa làm chủ. What God gives, we are not the master of it, but God is the master of it. Tối qua tôi có được thời giờ để đọc lời Chúa thì câu chuyện là cháu là con trai của ông cháu của vua Salomon, người đã
có được sự hòa bình trong đất trong 8 năm. Yesterday I read about one of Solomon's heirs who brought peace for 8 years. Nhưng sau 8 năm thì không có sự hòa bình. But after those 8 years there was no more peace in the land. Vua này nếu đọc tiếng Việt thì cũng không dịch chính xác là Abijah. In English is I think it's Abijah. Abijah. Yeah. Okay. Vua này thì xây dựng và ông đã cố gắng giữ những mảnh đất của người Israel bằng sự xây dựng trên những đồn lũy khắp cái xứ Juda. This king, one of the ways that he wanted to keep the land of the Israelites is to build upon the high places in those areas. Những cái fortified, những cái đồn đó thì ông xây được, nhưng sau khi đã làm xong thì ông không còn nhờ cậy Chúa nữa. After he was finished building these cities, he stopped relying on God. Điều này cũng phản ảnh giống như đời sống của chính tôi, không dám nói về những người khác. This very much mirrored my own life, and so I don't want to speak about anyone else but myself here. Cái sự kế tiếp khi ông bắt đầu nhờ cậy vào khả năng. And after he began to rely on his own strength, thì Chúa có gửi những quân đội của người Ai Cập và những người ở ngoài bang để đánh chiếm. After which other enemies from Egypt and other areas they came and they attack Israel. Quyết định của ông đã mời những cái khó khăn đến ở trong đất nước của người Judah. His decision brought upon difficulty on the Judeans. The people in Judah, the land of Judah. Sorry. Tôi nhớ lại những cái ngày gặp những khó khăn là khi mình bắt đầu tự chủ. As I surveyed my own life and I noticed when the difficulties came, it was when I wanted to be my own master. Tự chủ ở đây nó vượt tới một lĩnh vực khác hơn cả những gì mình đi nhà thờ hay là cầu nguyện. Nó dẫn đến những cái điều đó là mình chỉ làm những điều mình thích và muốn. What I'm sharing you here is it went beyond just going to church or the Christian part, but it's about me wanting to lead for myself and do the things in my own volition, my own accord. Những người mình thấy là những giống dân khác mình không thích, có những thành kiến hay những người có những cá tánh khiến mình không vui thì mình cũng muốn làm theo ý của mình để mình đối với họ theo cách mình muốn. At that point, I began to if I saw somebody who looked differently or who acted differently or apart from what I did not like, then I would respond in a way that I felt that was what I wanted to do. Điều đó khiến một điều đó Chúa ngài đã sửa phạt tôi và cho tôi một cái giai đoạn thật là dài ở trong sự đau đớn để nhận biết cái sự nói, nếu mà nói cho cùng đó là sự nổi loạn thay vì đầu phục Chúa. And that brought about at a period where I just was disobedient and the Lord brought about a lot of discipline in my life. Để cắt ngắn điều này đó là khi ông vua Abijah đó ông thấy đội quân hàng trăm ngàn quân của người Ai Cập và những dân ngoài bang đó đến thì có một lời của tiên tri đến để cảnh báo. And so in short this the king when he saw the thousands of Egyptian the great Egyptian army and those who are in partnership with them I'm sorry, what's the second part? Pagan nation. The pagan nation. Người tiên tri đó nói một điều thì họ rất là sợ hãi. Thì người tiên tri đó đến và nói rằng cái lý do họ có sự tấn công vì vua này không còn kính sợ Chúa nữa và đã không tìm kiếm và nhờ cậy ngài nữa. And during that at that moment a prophet and a prophetic word came and spoke to him and said that the reason why this is taking place is because the king has stopped the fear of God and stopped listening to God.
Và với sự ăn năn của họ thì vua và những người quan trưởng của người Israel, họ thưa rằng đồng ý chúng tôi đã phạm tội cùng Chúa vì tin tưởng, không tin tưởng nơi Chúa nữa. And it was at that point where the king, along with his commanders and his leaders, they repent and they recognize that they stopped relying on God. Điều đó quả là thật đối với đời sống của tôi. And that is very true of my life. Khi những người này, những người của Giuđa, họ ăn năn thì dẫu vậy họ vẫn có một cái sự chinh phạt của người Ai Cập. And when the people of Judah they repented, there was still the Egyptians did come and attack them. Nhưng họ vẫn nhận lấy cái hậu quả, đó là tất cả các vàng và những báu vật ở trong đền thờ cũng bị lấy đi. And they accepted the consequences that the gold and the precious jewelry, the precious metals inside the temple was taken away. Điều đó cũng giống như điều mà tôi đã gặp, đó là vấn đề những cái gì mình dường như là mình gom, mình để dành, thì nó như là có cánh và bay đi. And this was very similar to my life, is whatever I had that had worth to it, it seemed like they had wings and it just flew away. Sức khỏe, mình cố gắng mình ngủ có sức khỏe, hay là mình để dành tiền, hay là mình làm có ý định tốt cho những cái công việc trong tương lai, nhưng mà những điều đó mình khi mình đã từ bỏ, tôi thấy mình từ bỏ Chúa thay vì yêu mến Ngài, thì những điều đó nó cũng như có cánh và nó bay đi. Including my health, my finance, my possession, just the things that have value. When I began to pull away from God and was disobedient, the Lord, it just began to seem like it had wings and fly away. Nhưng mà cảm ơn Chúa, như cái câu chuyện của ông vua Abijah thì ông đã trở lại và có sự hòa bình trở lại trong những phần còn lại của cuộc đời của ông, dẫu có những sự mất mát, nhưng mà Chúa lại phục hồi vương quốc của Giu-đa. Thank God for the story in Abijah, is that even though yes, after he repented and he came back to the Lord, there was some loss, but there was a restoration as well. Điều này cũng tạ Chúa là nó giống như những ngày qua, thì trong trong lúc cũng rất là khó khăn ở trong cái hoàn cảnh, nhưng mà tạ ơn Chúa là một điều, đó là vâng phục Chúa trong hoàn cảnh khó. Chúa ban cho lại cái tấm lòng là những gì mà Chúa thấy, những gì mà Chúa kêu mình làm quan trọng hơn những gì mình muốn. And for myself, even I went through that process, and I just when I was able to be obedient to God and my heart turned back to Him. At the beginning, it was difficult, but God began to bring me back and restore things as well as adjust my heart. Trong quá trình phục hồi, đây là một điều khó. In the part of restoration, this is very difficult. Vì những gì mà lúc trước mình không làm hay là không muốn làm, đó là cái điểm, cái khởi điểm của mình bắt đầu bằng từ chỗ đó, có nghĩa là những điều mà mình như tôi sự trong cái điều là mình phải khiêm nhường ở trong những lúc mà mình người khác, hay là những cái hoàn cảnh khó khăn, hay là những cái lúc cần ở trong vấn đề tiền bạc, thì những lúc đó thay vì tôi giữ lại những lúc trước thì tôi phải cho ra. And the things, this part where I'm learning here is even in the past, I have to, from the past to now, I need to learn to be humble as I approach situations, as well as, whereas in the past where the finances where I would hold back, now I need to be generous. Và điều đó cũng phải thật đối với những mối liên hệ ở trong nhà Chúa, với những cái sự thông công, sự những cái giềng mối ở trong hội thánh. Có những lúc tôi không làm được, tôi phải xoay đi để không tạo ra những cái hoàn cảnh nữa. Nhưng trong cậy Chúa, Ngài sẽ chỉnh đốn và sửa đổi. And this is very true even in relationships at church as well, is that choosing to live this life that the Lord has directed me. Even sometimes there are some things that are difficult. I need to walk away from, turn away from, and ask the Lord for help in those areas. Cảm ơn Chúa thì trong sự chờ đợi đó thì Chúa Ngài có ban lại cho sức khỏe. Thank God in that waiting period, the Lord has returned my health back. Không phải là không có sự vật lộn, nhưng điều đó là những quyết định của đức tin. It was not without much wrestle here, much challenge here, but it was a part of faith here.
Điều nữa tôi cũng muốn cảm ơn Chúa, đó là Chúa có làm, khi Chúa phục hồi thì Ngài không ban cho chúng ta giống như điều chúng ta suy nghĩ hay là suy tưởng. One other thing I want to thank God for is when God restores us, He doesn't give us to what we think or what we thought He would do. Suy nghĩ hay là khả năng làm việc cũng như là vấn đề tài chính cũng như công việc. When we talk about how you think, it's, you know, in finances or the type of work. Tất cả dường thấy dường như là vượt khỏi khả năng con người. Everything that seems like it's beyond what a man can handle, an individual can handle. Điều đó khiến tôi nhận biết Chúa chính Ngài làm việc, biết rằng tôi là người vẫn là người bất toàn và phải vâng phục. These situations where I'm challenged to, in situations where it's, I have a job that's even more challenging, it helps me to recognize that I'm someone who is imperfect and I need help. Chúa ngày hôm nay cũng làm một điều lạ lùng, là Chúa ngài đã chu cấp cho gia đình và vượt quá sự suy nghĩ của mình. And the Lord today, I can say that the Lord has blessed our family and given to us, provided for us beyond what I thought. Cho thí dụ. As an example, tôi có gặp người mà làm việc chung để xin công việc, thì cái người của văn phòng thì họ gọi lại để họ interview. As an example, I met a person that I knew from a previous job, and someone from the HR department called and asked for and interviewed me. Và hỏi tôi anh dự định là muốn được bao nhiêu. And ask me, you know, how much, what is your salary requirement? Tôi mới trả lời rằng tôi muốn cái công việc cuối cùng tôi làm đó là bao nhiêu tiền trong một năm. So I told him that, well, my last job, this is how much I made in a year. Nhưng mà anh ta thì ghi xuống là tôi muốn bao nhiêu tiền trong một giờ. But the individual that took my phone interview, he wrote down that amount that I gave him as how much I want per hour. Vì vậy một tháng sau tôi cũng chưa nghe câu trả lời của họ. And so a whole month later, I didn't hear anything from them. Vì số lượng vượt quá mức cái chỉ định. Because that amount that I requested, or so he thought, was way beyond what was expected. Rồi Chúa cũng khiến một người người ở trong đó nghỉ làm, anh ta là người chính. And because somebody, God called someone in there to quit or lose their job. He got to another job. Oh, he went to another job. Anh ta để một cái lỗ hổng rất là lớn, tại vì không ai biết làm công việc này. His departure left a big opening, a big vacuum, because not many people did not know how to handle the responsibilities that he previously had. Một tháng sau thì họ gọi lại tôi. A month later, they called me. Họ nói bây giờ có thể nói cho tôi biết cái điều mà cái người trước interview anh như thế nào không? And so they called me and they said, well, can we talk about what that person that interviewed you prior? Tôi cũng lặp lại y chang như vậy, nói tôi đã nói trước rồi, thế thì là công việc là cái số lương mà tôi làm nó nằm ở cái điểm đó thì ít ra cũng phải được như vậy. And so I repeated again. I said, you know, this is my salary requirement. This is what I'm looking for as an annual salary. Nhưng mà cái người này lại cũng ghi xuống và gửi cho tôi một cái thơ sau hai ngày. This person as well also took down the information and wrote me a letter 2 days afterwards. Số lương không phải là tính theo số năm mà tôi nói, mà là tính theo số giờ giống như again, the person confused my annual salary requirement for what I wanted to be paid per hour. Tôi cũng không biết phải nói gì. I didn't know what else to say. Tôi gửi thơ, tôi nói nếu như vậy thì nhận việc. He said, well, if this is so, then okay, I'll take the job. Nhưng mà họ trả cao thì họ không muốn mình phải coi xem xét. Rồi họ nói rằng bây giờ đây là contract và nếu như được thì họ 60 cho tới 90 ngày thì họ sẽ đem vào. And so when they took me on, they said that this is not a permanent position yet, but this is probationary 60 to 90 days for employment. Khi làm như vậy thì cảm ơn Chúa chỉ có 30 ngày thì họ bắt đầu cái công việc chính thức. Praise the Lord that after 30 days they went ahead and took me on as a employee, full-time employee. Nếu mà tôi còn tiếp tục làm công việc contract á, thì cái tiền healthcare mà phải mua mỗi tháng đó
là gần 2.000 đồng. If I continue to be a contract worker, my my healthcare the healthcare premium would be about $2,000 a month. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi họ thông báo thì hôm qua là chính thức là ngày đầu tiên thuộc về nhân viên của sở làm đó. Praise the Lord that they took me on as a full-time employee. Yesterday that took place. Hallelujah. Yeah, trong vòng 30 ngày thì it's họ có những cái phúc lợi của công ty. Amen. So 30 in 30 days I now I receive the full benefit of an employee in the company. Amen. Điều tôi nói đây không phải là tôi được điều chi, nhưng mà tôi cũng giật lộn để lên làm chứng thế nào Chúa làm xuyên qua công việc của chính đời sống tôi để khích lệ quý ông bà chị em trong cảnh khó. My hope to share this is that I would encourage you as I'm sharing with you how I'm wrestling through being faithful and the challenges here, but also that it may encourage you as well. Đừng lầm bầm, đừng cay đắng, đừng bỏ cuộc và tiếp tục cầu nguyện. Don't be bitter, don't give up, don't murmur, but continue to pray and go move forward. Rất dễ để bỏ cuộc. It's very easy to give up. Nhưng mà Amen. Chúa thì luôn đeo đuổi. But Amen. God always pursues you. Cảm ơn Chúa. Bây giờ họ trả lương cho Hoàng là mỗi giờ bằng lương của một năm về trước hả? Now do they pay you per hour as they would pay you an annual salary? Bây giờ thì lương cao hơn năm trước. Nhưng mà không có vượt bậc giống như là cái con số cũng không kia. Now they pay me actually more than what I used to be paid, but not as high as that that per hourly annual compared to the annual salary. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta ngài rất yêu thương chúng ta và ngài kiên nhẫn để dạy chúng ta những bài học mà chúng ta cần học trong đời sống. Praise the Lord that He loves us tremendously and He is patient to teach us the lessons that need to be learned. Đúng là bỏ Chúa chúng ta đi theo ai? Truly, you know, the question to ask is if we leave God, who will we follow? Nếu chúng ta không vâng lời Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất là đau khổ. If we do not obey God, then our life will be very difficult. Cho nên lời của Chúa là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần có trong đời sống chúng ta. That's why God's word is very important and we need it in our life. Hồi chúng ta có thể sống và phục vụ Chúa như Chúa ngài đã định. We need it so that we can live to serve God and to live as according to his will. Tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện bảy điều liên quan đến lời của Chúa mà chúng ta cầu xin trong buổi tối hôm nay. Tonight we're going to pray according to the word of God and the areas that affect us. Chúng ta như câu gốc mà chúng ta đã xem qua trong Esai 50 câu số 4. As in the main verse that we focus on Isaiah 50 verse 4. Đó là xin Chúa ngài ban cho chúng ta cái lưỡi của người được dạy dỗ. Let's pray that the Lord will give us a tongue of the learned. Và để chúng ta biết dùng lời của ngài để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. That we would know how to speak a word in season to those who are weary. Chúng ta biết rằng có xung quanh chúng ta có rất là nhiều người mệt mỏi cần có lời của Chúa để nâng đỡ họ. We know that there's many people around us who are weary and need God's word to encourage them. Vì lời của Chúa có cái khả năng để có thể đem lại sự khích lệ, đem lại sự cứu giúp cho họ. Because God's word has the ability to help them and to lift them up. Với điều kiện là chúng ta phải có lời của Chúa. But the requirement here is that we need to have the word of God. Và lời của Chúa bắt đầu từ chúng ta là người phải có một cái miệng đã được dạy dỗ. And the word of God here begins with those of us who have been taught in the word. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ lời của Chúa, chúng ta giảng dạy lời của Chúa rất dễ để chúng ta lấy cái ý riêng của mình để chúng ta nói. Because when we share the word of God and we lead in it, it's very easy for us to put in our own thoughts. Nhất là nhiều khi chúng ta dùng cái lưỡi của mình, cái lời nói của mình để chúng ta trả đũa lại với những người mà có thể có sự chống đối đối với chúng ta. It is very easy for us to take that opportunity and use our tongue to attack those who would oppose us. Cho nên trước khi chúng ta có thể dùng lời của Chúa để có thể nâng đỡ những người mệt mỏi. Therefore, before we are able to use God's word and to help those who are weary. Chúng ta phải là những con người có cái lưỡi đã được dạy dỗ trước. We must be those who have tongues that have been trained and learned. Cho nên điều này rất là quan trọng mà cho chúng ta dâng cái môi miệng của mình ở trong tay Chúa như là một cái khí cụ để Chúa có thể sử dụng chúng ta. And that's why this is very important, so we need to offer up our tongue, our mouth up to God to be used as an instrument. Và cái điều thứ nhì chúng ta thấy trong câu gốc đó là ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng
Ngài đánh thức ta để lắng nghe như người học trò vậy. The second part of the verse is, He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learn. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện những điều liên quan đến lời của Chúa để chúng ta có thể chia sẻ ra cho những người xung quanh. Tonight let's pray the things of the word of God so that we are able to share with others. Điều đầu tiên chúng ta cầu nguyện là xin Chúa cho để VBC chúng ta từ các mục sư, những người dạy dỗ Kinh Thánh cũng như hết thảy chúng ta là con cái Chúa trong hội thánh tại đây, chúng ta có lời tươi mới để chúng ta khai phóng ra. The first thing we want to pray for is here at VBC, pastors, teachers, and every one of us here, that we can decree the release of a fresh and life-transforming word. Đây là những lời đem lại sự biến đổi cho tất cả những người đến để nhóm lại với chúng ta. These are words that can bring about change in the lives of people who come. Mỗi buổi nhóm chúng ta hiệp lại với nhau thì có lời tươi mới từ nơi Chúa để có thể đem lại sự giúp đỡ cho những người đến nhóm lại. In every service that we have where we gather together, there must be a fresh word. Và cái lời này nó đem lại cả hai cái kết quả. Thứ nhất đó là để người ta được cứu. This brings two results. Number one is salvation. People come to know the Lord. Và lời có thể giữ được cái mùa thu hoạch, tức là nuôi dưỡng những người mới tin Chúa đó. Secondly, the word is able to keep the harvest, meaning it's able to keep those who come to Christ. Nên anh chị em chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta luôn có lời tươi mới trên nơi Chúa. So my brother and sister, let's pray that we always have God's fresh word. Tuần rồi chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa Ngài khai phóng các thiên sứ đi ra để đem cái mùa thu hoạch vào kho của Ngài. Last week we prayed, we asked God to release the angels, the harvesting angels, to bring the harvest. Hôm nay chúng ta cầu nguyện để khi họ đến nơi đó thì họ sẽ nhận được lời tươi mới từ nơi Chúa để họ được cứu. Tonight our prayer is when they do come, when the people do come, that they will receive a new word from God. Và điều thứ nhì chúng ta cầu nguyện đó là lạy Cha xin ban lời mang lại sự biến đổi tuôn ra như mưa để gây dựng người mới và các thuộc viên mới trong hội thánh này. The second prayer we're going to pray is that Father, you will send the rain of your life transforming word, thereby establishing all our new converts and new members in the faith and in the church all through this prophetic season. Chúa ngài báo trước cho chúng ta qua sứ đồ Phaolô là sẽ đến một cái thời kỳ người ta thích nghe những cái chuyện làm khoái tai hay là itching ear. The Bible tells us is that Paul tells us is that there will be a time near the end times where people all they want to hear are things that are good for their ears. Nhưng mà không phải là những lời có thể biến đổi họ. But these things are not what will change their life. Nhưng mà chúng ta xin Chúa ngày ban có cái lời của sự biến đổi ban ra như mưa để đem lại sự thay đổi. But what we want to ask is that God will give us words that are life and life transforming. Vì những lời này nó phải đến từ thiên đàng, nó đến từ Chúa thì mới có thể đem lại sự thay đổi trong những cuộc đời. Because these words can only come from heaven and it comes in newness to everyone who hears it. Trong Giăng chương 6 câu 66 đến 68 ghi lại cho chúng ta điều mà đã diễn ra trong chức vụ của Chúa Giêsu. John chapter 6 verse 66 to 68 describes to us the things that took place in Jesus' ministry. Từ lúc ấy nhiều môn đồ thối lui không theo Ngài nữa. Đức Giêsu nói với 12 môn đồ: "Còn các ngươi cũng muốn thối lui chăng?" Simon Phêrô đáp: "Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời." From that time many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Điều mà Phêrô nhận biết cũng là điều mà chúng ta cần nhận biết trong đời sống. What Peter recognized here is what we also need to recognize. Đó là bỏ Chúa chúng ta đi theo ai? That is, if we leave God, where would we go? Who we would follow? Chúng ta thấy những cái giáo chủ của các tôn giáo ở trên thế gian này chỉ là lời của con người. We see here the leaders of other religions, they are based on the words of man. Nhưng mà chúng ta thì xây dựng cuộc đời chúng ta dựa trên lời của Chúa. But for us, we've established our life on the word of God. Là chân lý, là lời không bao giờ qua đi. This is a truth that does not change and it does not pass. Và điều đó, lời đó có cái sức mạnh để có thể gây dựng đời sống chúng ta, vì đó là lời của sự sống đời đời. And this word is able to establish our life. It is the word of life. Xin Chúa cho để hội thánh của Chúa, chúng tôi những người hầu việc Chúa, rao giảng lời của Chúa sẽ luôn có được lời tươi mới này. Let's pray that those of us who preach the word of God that we would have this new word. Cũng như lời biến đổi này để có thể khi giảng ra thì đem lại kết quả lớn lao. As well as these transforming words so that when we open our mouth and preach that the lives will be affected.
Cảm ơn Chúa vì công việc Chúa cùng làm với chúng ta, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Praise the Lord that he has worked among us in signs and wonders to confirm the message of the faith. Trong 34 năm hầu vị Chúa thì 6 tháng vừa qua là 6 tháng mà chúng tôi nhận được cái lời làm chứng của những người được ảnh hưởng bởi những sứ điệp ở tại đây đó. Đến với chúng tôi nhiều nhất so với lại các năm trước. In the last 34 years of ministry, these last 6 months, I've received more testimonies of how the words and our messages have changed their lives more than any other time. Và cái nét chung của tất cả những lời làm chứng này đó là những lời đã biến đổi cuộc đời của họ. And the thread in these testimonies is that it's changed the life that's been changed through the word. Họ được biến đổi bởi lời của Chúa. Their lives have been changed through God's word. Đây là điều hết sức là phước hạnh mà làm người hầu việc Chúa và rao giảng lời của Chúa, chúng tôi có thể kinh nghiệm được. This is such a blessing for someone like myself who serves the Lord as well as minister the Lord. Khi có những người họ đến và họ làm chứng lại thế nào một bài giảng mà họ được nghe đã cứu sống họ, và bài giảng mà họ được nghe đã thay đổi cuộc đời của họ, rồi họ đem lại cái sự thay đổi cho cả dòng họ của họ. Đó là một cái kết quả mà chúng ta cần thấy ở trong hội thánh của Chúa luôn luôn. When someone shares how they hear the word, they hear a sermon and it changes their life, not only their life, but they are able to take that and share with their family members and others in their family and it changed their entire family. Those are things that we must hear about. Và chúng ta thừa biết rằng con người của chúng ta không có cái khả năng đó, chỉ có đến từ nơi Chúa mà thôi. And we recognize here that as humans we can't do that. It only comes from God. Chúng ta không có cái lời để có thể biến đổi đời sống của người ta. We don't have words that could bring life into someone. Có thể cái lời khích lệ cho người ta khuây khỏa được những cái buồn khổ của họ trong giây phút nào đó. It's possible that we can encourage someone and they can be encouraged and uplifted for a period of time. Nhưng mà những lời có thể biến đổi cuộc đời của một người phải đến từ Chúa. But words that can transform a life, can change a life, must come from God. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban lời đó. Tonight we pray that God will give us those words. Thứ ba là chúng ta cầu xin để lời thiên thượng được ban cho mọi người giảng dạy trong hội thánh này và dẫn đến sự phát triển siêu nhiên của hội thánh ở trong suốt mùa gặt hái này và tương lai. And thirdly, we pray and we ask that the divine utterance be granted to every minister of the word in this church, leading to supernatural church growth all through this prophetic season and beyond. Dựa trên công vụ chương 19 câu số 20 mà chúng ta có thể thấy tại đây. And this is off of Acts 19:20. Vậy nhờ quyền năng của Chúa, đạo hay là lời Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Trong tiếng Việt chúng ta dùng chữ đạo, nhưng mà trong tiếng Anh cũng như nguyên tác đó thì là lời của Chúa cứ tiếp tục tăng trưởng. In the Vietnamese it says actually the religion đạo, yeah. The religion, but here it's in English it's very clear is that the word of the Lord grew mightily. Đạo also mean the word, the way. Oh, the way. Yeah. Thì chúng ta thấy ở đây đó là lời của Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. We see here is that the word of the Lord continues to grow and it becomes strong. Tại sao? Vì lời của Chúa là lời sống. Why? Because God's word is the word of life, it's a living word. Lời của con người là lời nói ra thì nó chết, nhưng mà lời của Chúa là lời sống, cho nên nó cứ tiếp tục tăng trưởng. Our words are words that do not bring life, but God's word, it brings life and it continues to increase. Điều này giải thích tại sao có những người họ nghe một bài giảng, họ nghe hơn 100 lần. This explains why someone can hear a message 100 times. Đó là điều mà chúng ta thấy quá sức tưởng tượng của chúng ta. We think about this. This is beyond our imagination here. Bởi vì Chúa ngài làm việc và mỗi lần họ nghe cái sứ điệp đó thì lời của Chúa như là sống động và cứ dạy họ nhiều điều mới từ những cái góc cạnh khác nhau. Because even though it's the same message, every time they hear it, God's word is living and it's bringing life and it's working in and through their life. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin lời thiên thượng này được ban ra một cách mạnh mẽ càng hơn ở trong những ngày sắp đến xuyên qua hội thánh của Chúa tại đây. So let's pray that these divine utterances be granted to every minister of the word and it will go out. Và thứ tư chúng ta cầu nguyện là xin danh của Đức Chúa, trong danh Chúa Giêsu chúng ta xin lời của Ngài tiếp tục được tuôn chảy qua các mục sư, mang lại một ảnh hưởng siêu nhiên trên đời sống của hết thảy mọi người về đây để nhóm lại với chúng ta. Number four is let's pray that in the name of Jesus there will be a continuous flow of the word through our pastors, leading to supernatural impact on the lives of all worshipers. Lời mà chúng ta xin ở đây là lời cứ liên tục tuôn chảy ra.
What we're asking for here is a continual flow of the word of God. Vì chúng ta biết rằng lời của Chúa khi được rao giảng ra trong sự dẫn dắt và sức dầu của Chúa, bài giảng này nó xây dựng trên bài giảng khác và nó gây dựng đời sống của các anh em chúng ta. Because we know that when we are preaching in the Holy Spirit as well as the anointing, that the message builds on one another to help establish people and help build people. Như Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 3 câu số 1, lời của Chúa dạy: sau cùng thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có ở giữa anh em. 2 Thessalonians 3:1. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is with you. Anh chị em, câu kinh thánh này cho chúng ta thấy lời của Chúa cần phải được truyền bá một cách nhanh chóng, mà cái thứ hai là được tôn trọng như đã có ở giữa anh em. There's two things that we see here about God's word. Is first that it would run swiftly and that it will be glorified among us. Bởi vì có nhiều người không tôn trọng lời của Chúa. Because there's many who do not respect and honor the word of God. Chúng ta thừa biết rằng có những người ngồi nghe giảng nhưng mà trong lòng của họ luôn luôn có những tiếng nói chống đối. We know that there are people that regularly hear the sermons but in their heart they refuse it. They reject it. Họ hiểu lời của Chúa ở trong một cái cách nào đó bị dài sai và họ cứ giữ cái điều đó luôn ở trong lòng. They understand God's word in a way that's incorrect and they hold on to that way of thinking. Từ hồi chung lúc chúng tôi lượm được những cái tờ giấy mà người ta ghi và bỏ lại ở trong phòng nhóm của chúng ta. Through the years, we picked up little notes from people that they write on these bulletins throughout the years. Trong lúc họ ngồi nghe giảng thì họ viết những cái lời chống lại với cái sứ điệp. As they are listening to the message, the sermon, they are writing points against the sermon. Đó là lý do tại sao mà những con người đó họ cứ eo ọt, bởi vì họ không nhận được, không có tôn trọng lời của Chúa. And that's why their life is not increasing the way it should is because they do not receive God's word. Nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa khi được tôn trọng ở giữa, như ở giữa anh chị em ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì nó sẽ đem lại lợi ích rất là lớn trong đời sống của họ. But we know that when God's word is glorified and exalted among our brothers and sisters, then it brings about a great result just like in Thessalonica. Có một cái luật mà chúng ta biết rằng nó luôn luôn đúng, đó là cái gì chúng ta khinh chê thì chúng ta sẽ không nhận được cái điều đó. One principle that we know is very true is that what we despise, we will never receive it for ourselves. Thí dụ như chúng ta nghe có những người họ chê những cái sứ điệp, đó là Chúa có thể bẻ gãy sự nghèo đói và cho chúng ta sự thịnh vượng. For example, if someone who thinks that God can, when they think they hear the message about God can break the poverty life and bring about blessings, thì trong lòng của họ đó họ chống đối, họ nói rằng theo Chúa phải nghèo. Cái chuyện đó là mấy ông mục sư đó giảng là chỉ nói về vấn đề tiền bạc mà thôi. Thì những con người đó họ sẽ tiếp tục nghèo, bởi vì họ không nhận được cái gì mà chúng ta chê thì chúng ta sẽ không nhận được. When they hear about the message of blessing, in their heart they oppose it and they think God's people, we shouldn't be rich, we must be poor, and so their life they don't receive what God has intended for them. Hay là khi nghe rằng Chúa ngài vẫn chữa lành bệnh tật, mà trong lòng của họ nói Chúa đâu còn làm cái việc đó. Những con người đó họ sẽ tiếp tục giữ bệnh tật ở trong thân thể. Or when they hear the word that God is still in the work of doing miracles and healing people, and they oppose it and say God doesn't perform miracles anymore, then they keep these sickness in them. Nhưng một khi người ta tôn trọng lời của Chúa, but when people honor and glorify God's word, những con người ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy là khi họ nghe về Chúa Giêsu và công việc của Ngài, the Bible tells us is when they heard and they saw what Jesus did. Thí dụ như người đàn bà bị bệnh mất huyết, bà nghe nói về Chúa Giêsu. For example, the lady who had the issue of blood, the woman had the issue of blood. Thì bà tự nói trong lòng đó rằng nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài thôi thì ta sẽ được lành. She said to herself, if I could only just touch His robe. Thì chúng ta biết rằng bà nghe cái gì về Chúa Giêsu. We know here, what did she hear about Jesus? Chắc chắn là bà nghe về việc Chúa nghe chữa lành. Clearly she heard that Jesus can heal. Rồi bà có cái đức tin rằng bà nói rằng nếu Chúa làm cho người khác, Ngài cũng sẽ làm cho tôi. And so we see here her faith is if God could do it for others, He could do for me as well. Rồi bà tôn trọng điều đó và bà đã nhận được. And she honored that word and so she received it for herself.
Chúng ta thấy như những người khác trong đám đông ngày hôm đó chen lấn Chúa Giêsu cũng chạm đến Ngài nhưng mà không có việc gì xảy ra cho họ. But we also see here on that same day in those same circumstances there were others who were crowded around Jesus but they didn't receive that. Họ chạm Chúa đông đảo đến độ các môn đồ của Chúa nói rằng thầy không thấy đám đông chen lấn thầy sao mà thầy vừa mới hỏi ai mới rờ đến áo của ta. They were so close to him and they touched him and they brushed up against him so much to the extent where when he said who touched me that his disciples asked do you not see the crowd why are you asking who touched me. Để chúng ta xin Chúa ngày ban ơn để lời của Chúa sẽ tiếp tục được tuôn chảy ra là lời mang lại những ảnh hưởng siêu nhiên ở trong đời sống của chúng ta. Let's pray that there will be a continuous flow of word and that God's word is as it is God's word is being honored. Anh chị em hãy tha thiết cầu nguyện cho chúng tôi để Chúa ngài cho có lời của ngài đến cho xuyên qua đời sống và chức vụ chúng tôi để anh chị em được nuôi dưỡng bởi vì cả hai chúng ta đều cần lời của Chúa. My brothers and sisters, if you will continue to pray for us as pastors, that we would have the Word of God, so that we can nurture you in the same time. Because we both need God's Word. Trong hội thánh chung thì có một cái lời cầu nguyện đó là hầu cho người nói cũng như người nghe sẽ đều được phước. There's a saying we have here at our churches, so that the one who hears as well as the one who speaks it receives it. Bởi vì Chúa ngài ban phước cho chúng ta những lời tiếp tục được tuôn chảy ra. Because God gives us a word that continues to flow out. Thứ năm chúng ta cầu nguyện đó là lời cứ tiếp tục được gia tăng từ tòa giảng của chúng ta. And the fifth point we want to pray here is that there'll be a continuous increase of the word from our altar. Chúng ta biết khi bước vào ở trong hội thánh VBC tại đây. And we know that when you enter into VBC, mỗi một bài giảng được giảng ra trong ngày Chủ nhật. The messages come are preached on a Sunday. Nó được xây dựng ở trên một cái kho tàng của những gì đã được giảng ở tại đây trong nhiều năm qua. It is established and built on a treasure trove of messages that have been preached for years now. Chúng ta có thể bởi vì những cái sự hiểu biết của chúng ta qua những sứ điệp trước đó, nó có thể đem lại cho chúng ta sự hiểu biết cho sứ điệp của ngày hôm nay. Because our understanding of because from what we learned in the past can help us understand more now in the present. Và cảm ơn Chúa trải qua 34 năm Chúa gửi những tôi tớ của Chúa đầy ơn của Ngài đến đây để đầu tư cũng như là đặt để lời của Chúa ở trong hội thánh của Chúa VBC tại đây. Praise the Lord that he throughout the years God has brought ministers of the Lord that will come here and impart and invested in the church here. Bởi vì những lời họ chia sẻ dựa trên cái sự sức giàu và kinh nghiệm của họ. Because what they share is built upon these anointing and the experience that God has given them. Thí dụ chúng ta thấy khi Reinhard Bonnke đến ông chia sẻ ở trong đại hội của chúng ta. And for example, when Reinhard Bonnke shared at our revival conference, ông chia sẻ cái sứ điệp mà Führer xin Chúa nếu phải là thầy xin cho tôi đi trên mặt nước đến với thầy. And he shared the message that when Peter saw Jesus and said, if it is you, then let me walk on the water. Thì Chúa trả lời là hãy đến, come. And Jesus told him, come. Và ông chia sẻ với chúng ta, Führer bước đi không phải trên mặt nước mà bước đi trên lời của Chúa. And Reinhard Bonnke shared here is Peter didn't walk on water, he actually walked on God's word. Đó là bước trên chữ C-O-M-E, come. And that is, it was built on, he walked on the word C-O-M-E is come. Bởi vì ông đi ở trên lời của Chúa chứ không phải đi trên mặt nước. Because he walked on God's word and not on the water. Và chúng ta biết cái điều đó là thật và bởi vì một con người đã kinh nghiệm Chúa vâng lời Ngài trong những bước rất là khó lúc đầu công việc còn nhỏ. Nhưng mà ông vâng lời Chúa đến độ ngày hôm nay khi ông mở một chương trình truyền giảng có thể lên đến 2 triệu người đến để nghe. And we thank God for someone like Reinhard Bonnke, who at the beginning of his ministry, it was very difficult, it was challenging, but he continued to walk in the Lord. And that wisdom that shared that same message to us, now we see as a man who, when he does an evangelism or a crusade, up to 2 million people will show up for them. Bởi vì ông bước đi trong những việc kể như là bất khả thi đối với con người, nhưng mà dựa trên, đi trên lời của Đức Chúa Trời mà đem lại cái kết quả lớn như vậy.
Because when he moved forward in faith, it was beyond what human thinking, and he walked on God's word. He walked into God's word, and it allowed him to do the things that God used him to. Có những việc trước mắt chúng tôi như là việc chúng ta phải đi trên mặt nước. There are things before us that requires that we need to walk on water. Nhưng mà không phải chúng ta đi trên mặt nước mà chúng ta phải cầu nguyện và lắng nghe tiếng của Chúa bảo chúng ta để chúng ta có thể đi trên lời của Ngài chứ không phải đi trên mặt nước. There are moments where we think that requires that we need to be able to walk on water, but what we need to do is we need to pray and ask for God's wisdom and discernment so that we understand that we're not only walking on water, but we're actually walking on God's word that bids us to come, that tells us to come. Và bây giờ mỗi lần mà tôi giảng cái sứ điệp và kêu gọi anh chị em đi trên mặt nước đó, như làm những cái việc bất khả thi đối với con người đó, thì lời đó được xây dựng trên những sứ điệp đã đầu tư ở giữa chúng ta. So now when I preach about messages where we walk on the word of God and in faith, those messages are actually built on those messages that was delivered to us through Reinhard Bonnke and others. Hay là sứ điệp chúng ta có cái đức tin để khiến cho mặt trời phải dừng lại, phải đứng im. Or the message with where it talks about the type of faith that can cause the sun to stand still. Và đó là một cái loại đức tin mà chúng ta biết rằng đã được xây dựng bởi những con người kinh nghiệm Chúa chia sẻ lại với chúng ta. And that is the type of faith that has been established through other ministers who have walked with God. Xin Chúa cho lời đó cứ được gia tăng lên ở trong hội thánh của Chúa. May God cause those words to continue to increase and increase in our church. Sẽ đến một lúc lời được rao giảng ra thì tại chỗ người ta được chữa lành, người ta được giải cứu bởi vì lời của Chúa được rao báo. To the extent that when it is preached that it would bring about healing and change. Công vụ chương 6 câu số 7 cho chúng ta thấy lẽ thật đó. Acts chapter 6 verse 7 describes to us that truth. Đạo của Đức Chúa Trời hay là lời của Đức Chúa Trời lại càng phát triển, số môn đồ tại Jerusalem gia tăng gấp bội, rất nhiều thầy tế lễ cũng vâng theo đạo nữa. Acts 6:7, the way of God or the word of God spread and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem and a great many of the priests were obedient to the faith. Năm nay khi về Cà Mau chắc chắn là chúng ta có thể sẽ được gặp một nhà sư vừa mới tin Chúa, trở lại tin Chúa. This year when we go back to the southern tip of Vietnam in Cà Mau, we were going to see a scholar. No, he's a monk, Buddhist monk. Oh, a monk who is just recently converted. Recently converted. Bởi vì trước đây chúng ta đã có những cái kinh nghiệm là những người tu sĩ của Phật giáo đã trở lại tin Chúa khi nghe những sứ điệp của chúng ta tại đây. But we step back and we know that in our church here and what we in our ministry that we have had people who have gone into that type of life and they have been converted. Và khi những lời làm chứng đó được rao giảng ra thì nó đã đầu tư vào ở trong cộng đồng của chúng ta và có những người thuộc về những người tu sĩ hay là trong trường hợp ở đây những thầy tế lễ đó cũng đã vâng theo đạo của Chúa. And whenever you hear the messages about particularly the testimony of monks and those who are devout like that who give their life to Christ, then those words are sent out and they testify to people who need to hear. And in this case, in the words here, these were the high priests these were priests that heard them and their lives were changed. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta kinh nghiệm và chúng ta rao giảng ra thì nó sẽ đem lại ảnh hưởng trên những người cùng một cái hoàn cảnh đó để họ có thể được cứu. And we thank God that what is preached but also what goes before us, when it is preached, it goes about and it changes the life of those who identify with those testimonies. Và nó bắt đầu với chúng ta tại đây là một tu sĩ, có một Nico từ ở Galveston đến và mặc bộ đồ của áo cà sa và ngồi thờ phượng Chúa với chúng ta khi chúng ta còn nhóm lại bên nhà thờ cũ. And it began with us here years ago when we were still in our chapel over on the other side, where a female monk came and she was in full garb and she came to worship with us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nhìn thấy cái điều đó và chúng ta tiếp tục công bố là người ta sẽ được cứu và những người tu sĩ của Phật giáo sẽ trở lại tin Chúa. And we saw these things and we prayed, we thank God that through this testimony of her life being changed, accepting Christ, that those lives will be affected as well. Nó vang động về Việt Nam của chúng ta và một người
nữ tu sĩ nữa, cũng Nico nữa đã trở lại tin Chúa. Rồi người này lại hướng dẫn và nhiều người khác cũng đã tin Chúa, bỏ áo cà sa mà đi theo Chúa thờ phượng. From the testimony of this one female monk, now it goes to another female monk in Vietnam, and through her life, she was able to bring many to Christ and to leave that old way of living. Chúng ta cầu nguyện để lời cứ tiếp tục được tuôn chảy ra và đem lại sự biến đổi và hội thánh của Chúa phát triển một cách siêu nhiên như vậy. So we'll pray that the word of God will continue to flow and bring back change in the lives of people. Khi chúng tôi chia sẻ về sứ điệp về trường chữa lành ở tại Malaysia trong kỳ đại hội vừa qua, kết quả thật là lớn lao. When I trained in the school of healing in Malaysia, the results, the fruit was great. Và bây giờ thì những lời làm chứng bắt đầu được gửi về, thế nào người ta được chữa lành, người ta được giải cứu ra khỏi những đau ốm bệnh tật, mà những lời làm chứng đó lan rộng ra, họ đăng ở trên Facebook, họ đăng ở những nơi khác, và chúng ta thấy lời làm chứng cứ được lan rộng ra. And now through that training session, we've heard and we receive a lot of testimonies directly, but also where it's going out through Facebook as testimonies to others in the network as well and in the different areas. And so where we're seeing the fruit of the of what's going on. Và dần dần chúng ta thấy nó swell up, nó như là cái thủy triều đó, nó cứ lên cao, thì chúng ta thấy công việc nó lại càng lớn lên và mạnh mẽ càng hơn nữa. And so we see that the work is and the testimonies is swelling up and it's getting bigger and bigger. Cảm ơn Chúa. Điều thứ sáu chúng ta cầu nguyện là xin Chúa ngài vén mở lời trung thực ở trên con dân của Chúa để hết thảy các buổi nhóm đem lại những lời chứng về sự xoay chiều của những cuộc đời. And number six, Father, let's unveil the right word for your people in every season, every service, resulting in turnaround testimonies for every worshiper all through this prophetic season. Về lời của Chúa trong Job chương 6 câu 25 nói rằng lời trung thực có sức thuyết phục. In Job 6:25 says how forceful are right words. Cái lời đúng lúc đúng thì, cái lời trung thực thì nó ảnh hưởng trên nhiều cuộc đời. The perfect word at the right time, the right word at the right time, it's very effective. Xin Chúa cho để công việc của Đức Thánh Linh ngày hành động để có lời trung thực đúng thời điểm để sẽ đem lại sự thay đổi trên nhiều cuộc đời. May the Holy Spirit give us the right word at the right time so that it could bring back the perfect timing. Điều mà làm cho cái lòng của tôi tràn đầy sự vui mừng cũng xúc động nữa là khi nghe một sứ điệp mà mình giảng, có người ta nghe được, người ta có ý định muốn tự tử, nhưng mà sau khi nghe cái bài giảng đó, họ đổi ý của họ, họ không còn muốn tự tử nữa, mà bây giờ dâng cuộc đời của họ cho Chúa và sống ở trong cái sự sống mới. Đó là những lời làm chứng xoay chiều mà chúng ta muốn thấy được ở trong những ngày sắp đến. What's very encouraging me as well as very moving, makes me emotional to think is when I hear about people that have heard one of the sermons that where they thought that they felt that they wanted to commit suicide and in their life, but they've heard it and not only did it help them but it changed their life and now they're able to help others as well. Cảm ơn Chúa vì những kết quả như vậy. Praise the Lord for results like that. Và điều cuối cùng chúng ta cầu nguyện là xin Chúa ngài cho lời cho cái thì giờ này ở trong mọi buổi nhóm lại của chúng ta đem lại kết quả đầy trọn trong hội thánh của Chúa. Let's also pray in number 7 that we will receive a word in every season and every service resulting in all the round rest for every worshiper all through this prophetic season. Trong hai tuần qua có rất là nhiều người nhắn tin về và nói mục sư ơi, sứ điệp mà lại ước mơ nó làm cho những ước mơ của chúng tôi nó sống lại. Tại vì nó chết nhiều năm rồi, nó chết một thời gian rồi. Bây giờ nhờ cái sứ điệp của mục sư mà nó đánh thức dậy và tôi cảm ơn Chúa về điều đó. In the very recently I received a lot of encouraging words that they share that pastor in this last series, this current series of Dream Again, it's really brought about just revitalized my dream, things that we thought died is back, coming back again. Hôm Chủ nhật có một ông người Mỹ trắng đến với lại người vợ là người Việt Nam. Ông trong nước mắt, ông cảm ơn tôi là ông nói rằng những điều mà mục sư chia sẻ nó đúng như điều tôi cần phải nghe trong ngày hôm nay. Ông rời San Antonio từ 4 giờ sáng, lái đến kịp thì giờ để nhóm lại với chúng ta và ông nói rằng lời này là lời cho tôi, bài giảng này là dành cho tôi hôm nay. Last week we had a visitor, a Vietnamese wife and a Caucasian husband. They drove since 4 in the morning
from San Antonio to join us in the service, and he shared that this was the message for me in the right season right now. This is what's for me. Ông khóc, ông đấm ngực, ông nói rằng tôi đã để cho những cái ước mơ của tôi nó chết trong nhiều năm, nhưng mà hôm nay Chúa dùng cái sứ điệp này để đánh thức nó dậy. And he shared, and he was in tears, and he said that these my dreams have really been dead, and these words have really brought them back. Cảm ơn Chúa vì những kết quả như vậy, và chúng ta xin Chúa cho lời của Ngài sẽ tiếp tục được ban phát ra một cách tốt đẹp ở trong những ngày sau. Thank God for stories like that. May the Lord continue, and let's ask that God will continue to cause His word to continually increase. Nên chị em chúng ta nghe lại câu gốc của chúng ta. So my brothers and sisters, let's hear our focal passage today, focal verse today. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng. Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. Amen. Amen. Xin chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện, để Chúa ngài ban cho hội thánh của Chúa từ đây chúng ta có những lời tươi mới, những lời mang lại sự biến đổi, những lời thiên thượng, những lời cứ được gia tăng, những lời trung thực và những lời của thời điểm, đúng cái thời điểm, cái nhu cầu của những người đến nhóm lại. Hầu cho VBC sẽ được kết quả và nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Let's pray and let's ask God will give us a word at the right in this due time, in the right season, words that bring life, words that are due in its perfect timing, that it will go out and bring about the result to bring people life and to encourage them and cause them increase. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi cũng như chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em để tất cả chúng ta sẽ nhận được lời tươi mới từ nơi Chúa, lời của Chúa cứ được gia tăng lên trên đời sống của anh chị em thuộc về VBC tại đây, cũng như là trên chức vụ chúng tôi, những người hầu việc Chúa. Pray for me as I pray for you, and that God's word will move and live and work through us so that we can go about doing His work, and as we serve here at VBC, that it goes about and does the things that God has for us. Anh chị em cũng nhớ và cầu nguyện cho chúng tôi trong chuyến đi sang Âu Châu kỳ này. Ngày mai vợ chồng chúng tôi sẽ rời Houston để bay sang Đức Quốc. Please pray for our trip. My wife and I, we head out tomorrow to Germany. Chúa ngài tạo nên một cái cân đối kém về lời của Chúa ở trong lòng anh chị em chúng ta người Việt ở tại Âu Châu một cách rất là mãnh liệt. God has caused a great hunger for His word from our Vietnamese people in that area. Năm nay có những người từ Bỉ, Belgium đến để tham dự. There are people from Belgium this year. Đó là lần đầu tiên chúng ta có người từ Belgium That's đến the first time we've had anyone from Belgium. Cũng có những người từ Anh Quốc sang để tham dự. We have people from England that will come and join us. Có những người từ Czech Republic, tức là Tiệp Khắc, đến để tham dự. There are people from the Czech Republic. Có rất là nhiều người họ rất là khao khát lời của Chúa, và họ nói rằng như là trong mơ, họ nghĩ rằng khó để có thể được tiếp xúc với chúng tôi, nhưng mà bây giờ thì đại hội được mở ra ở tại Đức Quốc để họ có thể đến họ tham dự. There's a great hunger from the people in that area, and they said that some share that this is a dream to be able to interact with us. They didn't think that was possible, but now the revival conference makes that possible. Và điều đó nếu như là một cái trách nhiệm rất là lớn, và chúng tôi cần anh chị em cầu nguyện chúng tôi thật nhiều, bởi vì lòng anh em của chúng ta rất là khao khát. Xin Chúa cho để chúng tôi có lời của ngày hôm nay, lời của thời đại này, lời của thời giờ này cho họ để đáp ứng nhu cầu của họ. And that is a great responsibility for us here, and I ask that you would pray for me as we would have the right word in due season at the right time and as effective at the moment that they need to hear it. Khi chúng tôi nghe các chị em tại Taiwan, họ nói rằng như là trong mơ, họ không thể nào ngờ là họ có thể có được cái thời giờ để được nghe chúng tôi giảng trực tiếp. Nó đánh động ở trong chúng tôi một cái cảm xúc rất là đặc biệt, là bởi vì họ khao khát và Chúa ngài điều động
sắp đặt công việc để chúng tôi có thể đến được với họ. When I heard the sisters share that it seemed to them like a dream that they were able to just to host me and be able to hear the word of God that I would speak, it just really moved me in a very special way. And because how God's used that opportunity and brought that about. Yeah, mà sáng nay tôi xin điều chỉnh một chút, đó là tuần rồi khi nói đến các con số thì bên kia cô Thảo ở tại Đài Loan có thể cô nghe được và cô có nhắn tin để điều chỉnh lại con số nó lớn hơn điều mà tôi nói ở trong tuần rồi. Last week I shared with you some numbers and Sister Thảo from Taiwan actually contacted me and she actually gave me updated me on the correct numbers or better numbers. Con số đúng đó là có 100,000 người phụ nữ Việt Nam lập gia đình với người Đài Loan. There are the correct numbers that there are over 100,000 Vietnamese women that are married to Taiwanese men. Và cái thế hệ thứ nhì tức là con cái của họ sanh ra đó là bây giờ chính phủ của Đài Loan cho biết là con số đó lên 250,000. And the children of that marriage, that type of marriage, the government says that the government of Taiwan says that there are over 250,000 from that result. Và có khoảng chừng 250,000 thanh niên Việt Nam đi đến đó để lao động. In addition, there are over 250,000 young adults, young Vietnamese who go there to work. Như vậy chúng ta thấy rằng có thể lên đến 600,000 người Việt Nam của chúng ta đang sống ở tại Đài Loan. So we see here that it's over 600,000 Vietnamese people that are living in Vietnam right now. Và họ đang rất cần tình yêu của Chúa. And they truly need God's love. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đang mở cho chúng ta những cánh cửa rất là lớn. Praise the Lord, He's opened us great doors. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban cho chúng ta mana từ trời để chúng ta có thể đãi anh chị em chúng ta. Let's pray that the Lord will give us manna from heaven so that we can give to our brothers and sisters. Và lời của Chúa sẽ được ban phát ra. And the word of the Lord will be passed out and given to those who need it. Cảm ơn Chúa anh chị em tối nay chúng ta có thể cầu nguyện một cách cá nhân cho chính mình dựa trên những điều này và cũng cầu nguyện cho chúng tôi với để Chúa ngài cho chúng tôi những người mục sư trong một sư đoàn của VBC tại đây cũng như các anh chị em hướng dẫn lời của Chúa có được lời của ngài để có thể đáp ứng nhu cầu. Tonight pray for yourself using these prayer points. Pray in a way that these things that we spoke about will take place, but not only that, but if you will pray, please pray for those of us who are on the pastoral team, those who are responsible for teaching, that we would do the same as well. Amen. 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 Chúng ta có thể rải khắp ở trong phòng này với chúng Let's ta. Let's pray throughout this sanctuary here. Và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để anh chị em chúng ta ở xa có thể theo dõi. I'll continue to pray out loud so our brothers and sisters from far can hear and can follow. Amen. Cha dấu chúng con cảm ơn ngài vì lời của Chúa gia dỗ ở tại đây. Cảm ơn Chúa vì Esai 54:50 câu 4. Con cầu nguyện điều này thể hiện ra ở trên đời sống của con, ở trên chức vụ của con, Chúa giáo. Chúa ngài khiến cho con có một cái lưỡi của người được dạy dỗ. Xin đừng để con nói bất cứ một lời nào là những lời vô bổ, là những lời không ích lợi, những lời không xây dựng, những lời không có giá trị. Mà xin cho từng lời nói, môi miệng của con là môi miệng của một người được dạy dỗ, Chúa giáo. Hầu cho khi con đứng ở phía sau bục giảng, khi con ngồi cố vấn cho những người có nhu cầu, thì luôn luôn có lời của ngài là lời từ môi miệng của một người có cái lưỡi được dạy dỗ, Chúa giáo. Bởi vì rất là nhiều người đang cần lời của ngài tuôn đổ xung quanh môi miệng của chúng con, hội thánh của Chúa ở tại đây, VBC tại đây, để chúng con có thể san sẻ ra và nhiều người được phước của Chúa. Xin hành động, Chúa giáo. Lạy Chúa là đấng ban những sứ điệp. Lạy Chúa xin giúp đỡ để chúng con là những người chuyển sứ điệp của Chúa đến cho người nghe, người nhận, Chúa giáo. Chúng con có thể là những con người được trang bị, đặc biệt trong công việc rao giảng lời của Chúa. Xin cho con, Chúa giáo, xin cho các mục sư trong mục sư đoàn, cũng như anh chị em chúng con, những người dạy các lớp kinh thánh, chúng con là những con người có cái lưỡi của người được dạy dỗ, Chúa giáo. Có cái lưỡi của người được dạy dỗ, hỡi Chúa. Đừng để chúng con sử dụng lời nói của mình, đừng để môi miệng của chúng con, Chúa giáo, thoát ra những lời
không đem lại lợi ích, nhưng mà những lời đã được chính Chúa Ngài dạy dỗ. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con lấy học lời của Chúa một cách riêng tư trong nơi kinh nghiệm giữa mình với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con biết dùng lời nói để có thể nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Chúa ơi, chúng con xin Chúa Ngài ban phước, xin Chúa Ngài soi sáng cho, để trong lúc chúng con học lời của Chúa một cách riêng tư thì Chúa Ngài chỉ dẫn cho chúng con biết cách để chúng con có thể gói lời của Ngài vào trong một cái sứ điệp, ở trong một cái cách để chúng con có thể giúp đỡ cho những người mệt mỏi, Chúa giáo, giúp đỡ cho họ ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn. Lạy Chúa, phần thứ nhì của câu Kinh Thánh này chúng con xin Chúa Ngài cho xảy ra cho hết thảy chúng con là con cái của Chúa tại VBC tại đây. Chúng con đang sống ở giữa dòng chảy phước hạnh từ nơi Ngài. Xin Chúa Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, Chúa giáo. Xin đánh thức chúng con khi chúng con ngủ mê, khi chúng con mệt mỏi thì lại Chúa xin thêm sức thiên và đánh thức chúng con mỗi buổi sáng. Ngài đánh thức tai của chúng con nữa, Chúa giáo. Không phải chỉ chúng con thức dậy trong thân thể mà thôi, nhưng Chúa Ngài đánh thức lỗ tai của chúng con nữa, để chúng con có thể lắng nghe như một người học trò, lắng nghe tiếng của Chúa Ngài phán dạy, Ngài hướng dẫn chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con có một cái lưỡi của người được dạy dỗ, chúng con có lời mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con có thể đem phân phát lời của Chúa ra để nhiều người được phước ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cháu ơi, chúng con xin Chúa Ngài hành động, Chúa giáo, đừng để bất cứ một Chúa Nhật nào hay là một lớp học Kinh Thánh nào mà chúng con bước vào ở trong tình trạng của một người không có lời của Chúa. Bởi vì thật là tiếc thay khi những thời giờ đó có thể biến đổi những cuộc đời, những thời giờ đó có thể đem sự sống đến ở trong những chỗ chết, đem ánh sáng vào trong nơi tối tăm, đem niềm hy vọng đến những chỗ tuyệt vọng, mà chúng con lại không có lời của Ngài thì thật là khốn khó cho chúng con thay. Ô lại Chúa, xin Chúa Ngài thương xót Ngài làm việc, Chúa giáo, và giúp đỡ chúng con luôn. Chúng con giao quyền pháp lý cho Chúa và thưa với Chúa rằng lại Chúa, Ngài được quyền tự do đánh thức chúng con vào mỗi buổi sáng, Chúa giáo, đánh thức lỗ tai của chúng con nữa, Chúa giáo, để chúng con có thể lắng nghe như người học trò vậy, để chúng con nhận được lời của Ngài, để chúng con có thể san sẻ ra cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa và cho nhiều người được phước ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lại Cha, trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố khai phóng lời tươi mới và lời mang lại sự biến đổi trong tất cả các buổi nhóm của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc để khi chúng con nhóm nhau lại, khi chúng con mở Kinh Thánh ra, khi chúng con bắt đầu thì giờ để chúng con học lời của Chúa, thì lời tươi mới của Ngài đem lại sự biến đổi ở trong tất cả các buổi nhóm. Chúa giáo, đừng để một buổi nhóm nào chúng con nhóm nhau lại mà lời của Ngài không đem lại sự biến đổi trên tấm lòng và đời sống của những người đến nghe, Chúa giáo. Bởi vì chúng con có lời tươi mới từ nơi Ngài thì chúng con sẽ thấy được những sự biến đổi này. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin ban lời mang lại sự biến đổi tuôn ra như mưa. Lạy Chúa, không phải chỉ lác đác một vài hạt, nhưng mà lời của Chúa sẽ đổ xuống dầm thấm đất trong ơn của Ngài, hầu cho chúng con thấy những người trồng sẽ có hoa quả để ăn. Lời của Ngài khi tuôn đổ ra như mưa, như tuyết, không trở về một cách luống nhưng, nhưng sẽ kết quả, và chúng con thấy nhiều người được phước qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Xin Ngài làm việc để lời của Ngài có thể gây dựng người mới và các thuộc viên mới trong hội thánh của Chúa tại đây suốt ở trong mùa gặt hái này. Vì chúng con đang bước vào mùa gặt hái lớn lao mà Chúa Ngài đã định cho hội thánh của Chúa tại đây cũng như hội thánh của Chúa chung. Ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Và chúng con nói như Phi-rơ đã nói, Chúa giáo, chúng con sẽ theo ai? Nếu chúng con bỏ Chúa, chúng con sẽ theo ai? Vì Chúa có lời của sự sống đời đời. Xin Chúa Ngài tuôn đổ lời của sự sống đời đời ở trên mỗi buổi nhóm của chúng con. Đây là việc chúng con không thể tự làm được. Lạy Chúa, xin Ngài hiện diện và làm việc. Chén của sự cứu rỗi chúng con không thể nào đãi cho người ta uống nếu không có chính Chúa đem lời của sự sống đời đời đến.
Cho nên xin hành động Chúa Giáo và sử dụng qua môi miệng của chúng con những lời này được rao giảng ra. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, xin lời thiên thượng được ban cho mọi người giảng dạy ở trong hội thánh này Chúa Giáo. Lời từ Chúa, lời thiên thượng được mặc khải ra. Thánh Linh ơi, xin Ngài làm việc, Ngài dạy chúng con mọi điều, nhắc chúng con mọi sự mà Chúa Giêsu đã dạy các sứ đồ năm xưa, các môn đồ năm xưa. Chúa Giáo Ngài cũng dạy cho chúng con trong ngày hôm nay, để chúng con cũng có những sứ điệp và lời của Ngài từ thiên đàng Chúa Giáo để có thể đem lại sự phát triển siêu nhiên cho hội thánh của Chúa suốt ở trong mùa thu hoạch này. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, trong danh Đức Giêsu, xin lời của Ngài tiếp tục được tuôn chảy ra xuyên qua các mục sư, mang lại một ảnh hưởng siêu nhiên trên đời sống và hết thảy mọi người về đây để thờ phượng Chúa, để chúng con thấy phép lạ của việc rao giảng lời của Ngài cứ được lặp đi lặp lại hàng tuần của chúng con trong tất cả các buổi nhóm Chúa Giáo, để chúng con thấy không một buổi nhóm nào mà lời của Ngài không được tuôn đổ và sai phái ra, nhưng mà lời của Ngài sẽ tuôn tràn, đem lại sự tươi mới, đem lại kết quả, trải ra Chúa Giáo xuyên qua môi miệng của những người hướng dẫn trên các mục sư, để chúng con sẽ rao giảng lời của Ngài một cách hiệu quả, chính xác, đem lại sự thay đổi và nhất là Chúa Giáo ảnh hưởng một cách siêu nhiên trên đời sống của tất cả những người về đây để cùng thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, xin cho chúng con lời của Chúa. Ở Chúa xin Chúa Ngài làm việc. Chúng con cũng xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con sẽ có lời của Ngài, nhất là trong 2 tuần lễ kế tiếp này tại đây Chúa Giáo, để chúng con có thể mang lời tươi mới từ nơi Chúa, lời từ thiên đàng, lời của thời điểm này Chúa Giáo, để giúp đỡ cho anh chị em chúng con hội thánh ở tại Âu Châu, vì họ đang đối diện với rất nhiều những sự băng hoại của xã hội, nhiều điều khó khăn của thanh thiếu niên. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài ban để chúng con có bánh mới nướng ở trên lò, để chúng con có thể đãi cho anh chị em chúng con và đem lại một kết quả lớn lao Chúa Giáo, để thấy sự phục hưng cũng xảy ra cho hội thánh của Chúa giữa dòng người Việt Nam chúng con ở tại Âu Châu, và cũng mang ảnh hưởng Chúa Giáo để Chúa dùng hội thánh người Việt Nam với chúng con để ảnh hưởng ở trên nước Đức, trên nước Bỉ, trên nước Anh, trên nước Na Uy và các quốc gia mà Chúa đặt để anh chị em chúng con. Bởi vì chúng con tin rằng Chúa Ngài mang họ sang đó, đặt họ trong những vị trí đó, bởi vì Chúa Ngài muốn sử dụng người Việt Nam của chúng con để khôi phục lại chức vụ quyền năng, để đem lại sự tươi mới và có một cái nhìn mới, để chúng con có thể chỉ ra những điều đã suy đồi ở trong văn hóa và trong xã hội của các xứ trước đây từng là những xứ Tin Lành của Ngài đã được rao giảng ra một cách đầy khắp tại những nơi chốn đó. Xin cũng ban ơn cho anh chị em chúng con từ tiệp khác nữa, họ sẽ nhận được những phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, để đem lại lời của Chúa một cách tươi mới cho hội thánh của Chúa cũng như cho dân tiệp khác ở trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Để xin Ngài ban ơn để lời cứ được gia tăng từ tòa giảng của chúng con ở trong mùa gặt hái này Chúa Giáo. Xin Chúa Ngài cho để những sứ điệp mỗi ngày một lớn, một mạnh hơn, đem lại ảnh hưởng lớn lao càng hơn Chúa Giáo. Không phải chỉ cho từng cá nhân, không phải chỉ cho một số những gia đình, không phải chỉ cho VBC ở tại đây mà thôi. Nhưng mà lại Chúa Ngài đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của anh chị em chúng con, từ cá nhân, từ gia đình, từ hội thánh của Chúa VBC tại đây. Anh em của chúng con khắp nơi vào để sinh hoạt với VBC trong các buổi nhóm, và lời của Ngài cũng được rao giảng ra khắp cùng trái đất này. Trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, lời cứ được gia tăng lên. Mỗi ngày chúng con thấy những sứ điệp cứ đem lại cho chúng con sự tươi mới, gây dựng đức tin chúng con và mang chúng con lên những bước cao hơn và làm những việc lớn hơn như Chúa Ngài đã định cho chúng con. Chúng con sẽ tiếp tục làm công việc Chúa đã từng làm ở trên đất này và làm lớn hơn nữa, vì Ngài đi về cùng Cha và đang cầu thay cho chúng con, cũng như đã đổ Đức Thánh Linh ra ở trên hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa Giêsu tiếp tục cầu thay cho chúng con Chúa Giáo, để lời cứ được tuôn chảy ra và gia tăng lên ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời ơi, xin vén mở lời trung thực ở trên con dân của Chúa. Xin giúp đỡ cho chúng con Chúa Giáo, vì xã hội đang ảnh hưởng trên hội thánh của Ngài, khiến cho hội thánh đã giảm đi những chân lý, những lời trung thực
vì không còn dám giảng, vì sợ đụng chạm, vì sợ những người chung quanh chống đối. Nhưng lại Chúa xin Chúa Ngài làm việc chính Ngài, Chúa Giáo vén màn, Ngài giới thiệu, Ngài bày tỏ ra để lời trung thực của Ngài có thể được rao giảng ra. Ở trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Xin Ngài ban ơn nhất là các bục giảng ở tại tiểu bang Texas ở trong những ngày này, Chúa Giáo. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có lời của Chúa, lời trung thực từ nơi Ngài để có thể rao giảng ra mà đánh thức cho dân ở tại tiểu bang Texas này về tình trạng những việc sắp sửa được biểu quyết ở trong kỳ họp đặc biệt của tiểu bang Texas ở đây. Và chúng con thấy ở trong những ngày sắp đến, Chúa Giáo, sẽ có một sự đánh thức ở trong ơn của Ngài. Và chúng con thấy nền đạo đức của tiểu bang này sẽ được Chúa Ngài làm cho được vững vàng trong ơn của Chúa. Vì các hội thánh, vì con cái của Chúa khắp ở trên tiểu bang Texas này sẽ đứng dậy cho chân lý của Chúa và sẽ nói những lời trung thực trong ơn của Ngài, Chúa Giáo, để lời chứng về sự xoay chiều của những cuộc đời đang lao xuống ở trong lối sống tội lỗi sẽ được thay đổi và sẽ có nhiều lời làm chứng thế nào lời của Ngài đã biến đổi sự suy nghĩ của họ để họ có thể trở lại sự sống như Chúa Ngài đã định khi họ sanh ra làm người đàn ông, đàn bà thì sẽ sống đúng theo như vậy. Ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài vì lời trung thực của sức thuyết phục. Cho nên lại Chúa ban cho chúng con lời trung thực của Ngài để sẽ đem lại sự thuyết phục lớn lao trong tấm lòng của những người nghe. Ở trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Cha, trong danh Đức Giêsu xin gửi đến chúng con lời của thì giờ này ở trong mọi buổi nhóm, đem lại lợi ích đầy trọn trên mọi người về đây để thờ phượng Chúa với chúng con. Chúng con cần lời của Chúa cho thời điểm này, chúng con cần lời của Ngài cho ngày hôm nay, chúng con cần lời của Chúa trong hoàn cảnh này, chúng con cần lời của Chúa cho thời điểm này của đất nước này, của xứ sở đại nước Hoa Kỳ này. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lời của Ngài, lời của thời điểm này, Chúa Giáo, để chúng con sẽ rao giảng. Và chẳng những chúng con được phước của Chúa ở trong bốn vách tường nhà thờ này thôi, nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng lan rộng ra và sứ điệp sẽ đem lại sự cứu giúp cho nhiều cuộc đời trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chào dấu xin ban ơn để lời của Chúa sẽ tiếp tục được rao giảng ra qua các phương tiện truyền thông của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho lời được rao giảng trên làn sóng radio của đài Sài Gòn Houston sẽ được Chúa Ngài ban phước cho Chúa Giáo, cũng như các trang web của họ sẽ chuyển tải lời của Chúa ở trong các sứ điệp vào sáng Chủ nhật để rao giảng lời của Chúa qua mạng Internet để đi đến những nơi xa xăm mà chúng con không thể hình dung nữa tới được. Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn, rộng hơn trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước cho lời được rao giảng qua Facebook, qua YouTube, Chúa Giáo, để chúng con thấy cứ tiếp tục lan rộng ra. Các anh em của chúng con sẽ tiếp tay với chúng con để chia sẻ, để share những sứ điệp này. Và chúng con thấy chúng con sẽ bao trùm cả thế giới của Facebook với lời của Ngài, với các sứ điệp mà chúng con thấy đem lại sự thay đổi, biến đổi ở trên đời sống của những con người. Và chúng con thấy tràn đầy kết quả ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin tiếp tục ban ơn để những đĩa CD, những USB memory stick sẽ tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng để nó đi vào ở trong những nơi xa xăm của đất nước Việt Nam của chúng con. Và lời của Ngài sẽ trang bị, sẽ giúp đỡ luôn cả những người dân tộc. Họ sẽ kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa qua lời của Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin ban chúng con mana từ trời, Chúa Giáo. Lạy Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Xin Chúa Ngài cho chúng con chính mình Ngài, cho chúng con rao giảng về Ngài, cho chúng con khi học lời của Chúa trong từng trang Kinh Thánh, chúng con thấy Đức Chúa Giêsu trên các trang Kinh Thánh này, rồi chúng con thấy cứu Chúa của chúng con trên các trang Kinh Thánh này, rồi chúng con có thể giải bài chính mình Ngài và người ta có thể kinh nghiệm được lời mana từ trời đáp ứng được nhu cầu của họ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng đời sống của chúng con một cách tươi mới, VBC một cách tươi mới trước mặt Ngài, và đặc biệt Chúa Giáo bục giảng này ở trước mặt Chúa một cách tươi mới. Xin sử dụng, xin lời của Ngài tuôn đổ từ đây qua các ống kính của các máy quay trên những phương tiện diễn đàn của Facebook, của YouTube, của trang web của chúng con, ở trên VBC Houston app của chúng con. Và chúng con thấy bất cứ nơi nào
có những người khao khát muốn tìm hiểu đạo Chúa, họ có thể vào được những phương tiện này, và qua các phương tiện này Chúa dấu tinh lành của Ngài được rao giảng ra để những cuộc đời được biến đổi, được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài, tạ ơn Chúa. Xin ban ơn Chúa dấu để mục sư Đạt, mục sư Sam trong 2 tuần tới ở nhà, cũng như các anh chị em chúng con trong các buổi nhóm, Chúa dấu tràn đầy ơn của Chúa và sự sức giàu của Ngài, để lời của Chúa cứ tiếp tục được rao giảng ra, anh em được nuôi dưỡng, các sinh hoạt vẫn chạy đều và kết quả một cách lớn lao ở trong ơn của Ngài. Để một lần nữa Chúa giáo xác nhận đây là hội thánh của Chúa, không phải của Quỳnh Quốc Khánh, nhưng mà của Ngài, của chính mình Ngài, và Ngài là mục sư chính của chúng con. Ngài điều động công việc và Ngài rao giảng lời của Ngài qua môi miệng của những đầy tớ của Chúa, những con người bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng, Chúa giáo và ban phước để chúng con thấy kết quả thật là lớn lao và phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin cùng sức giàu và ban ơn trên hết thảy anh chị em chúng con là những người của Hội Thánh VBC Houston tại đây, để chúng con thấy anh em của chúng con ở bất cứ nơi nào Chúa sai phái chúng con ở trong công việc làm cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng con sẽ rao giảng lời của Ngài và kết quả lan rộng. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài, và chúng con đón nhận sự đáp lời của Chúa, những phước hạnh này ở trong tâm linh. Và chúng con thưa với Chúa rằng lạy Chúa, chúng con đã thấy nó rồi, chúng con ước mơ những điều này. Xin Chúa Ngài làm nên hiện thực, Chúa giọng, để nó sẽ đến với chúng con một cách rõ ràng, đến độ chúng con có thể thấy được kết quả ở trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa trước, và chúng con đón nhận sự đáp lời của Ngài cho những điều chúng con cầu nguyện buổi tối hôm nay, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày sinh nhật của nhà tôi, cho nên mời các anh chị em chúng ta nán lại ở phía trước sảnh đường của chúng ta. Chúng tôi có cái bánh và một ít thức ăn, mời các anh chị ở lại để vui trong ngày sinh nhật của nhà tôi. Today is my wife's birthday, and so I want to ask if you can just remain in the foyer. We have a cake, and if you will just join us in the foyer and some food. And some food as well. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Đối với các anh chị em ở xa, rất tiếc chúng tôi không gửi thức ăn qua Facebook được, nhưng mà xin cũng nhớ đến nhà tôi và cầu nguyện cho trong hôm nay, trong ngày sinh nhật, Chúa Ngài ban phước để một năm tuổi nữa được Chúa Ngài ban ơn, để chúng tôi cùng nhau rao giảng lời của Chúa và phục vụ Hội Thánh của Chúa tại đây và ở khắp mọi nơi. And for those of you online, of course, we cannot send the cake towards through online channels, but we want to ask that you would pray for my wife as another year as we go out to minister the word of God. Amen. Chúa ban phước trên cho em, rồi chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Chúa. God bless you, and we'll see you again. Amen.